đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi, thèm trong tiếng cười chờ kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đôi vui với đời. Xuân đã về, xuân vẫn trong nắng khóc trong tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân rất vi hoàng trong gió nàng mừng đón xuân dài. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau, nhớ khi xưa lúc ra đi cầm tay hai cô chờ nhau đến bao giờ đón xuân về. Xuân đã về, xuân rất mơ màng trong nắng vàng không chỉ tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân rất hy vọng trong gió ngàn vừng đón xuân xa. Xin chào, mến chúc toàn thể cô chú anh chị em và các bạn quý vị khán giả đang xem truyền hình nhiều tập Nét Đẹp Miền Tây có một ngày an lành, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại em đang có mặt tại công viên bờ sông Sài Gòn thuộc khu vực của Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Và nhìn ra ngoài bờ sông Sài Gòn thì quý vị khán giả cô chú có nhìn thấy được quận nhất ở bên kia là chính là thành phố Sài Gòn nè. Ở bên quận nhất thì có các dãy tòa nhà cao chọc trời lớn từ rất là lâu xa xưa rồi, như chẳng hạn như nổi tiếng như có tòa nhà Bitexco, rồi tòa nhà Việt Combank, Hilton, rồi Sidewalk, cũng như là The Nexus. Bên cạnh đó hôm nay em về Sài Gòn cũng như di chuyển qua bên khu vực bên Thủ Thiêm, chia sẻ các nhà mình về một ngôi chợ, chợ Hoa Xuân. Phiên chợ Hoa Xuân này diễn ra trong thời điểm mấy ngày vừa qua. Bên cạnh đó thì sẽ kéo dài cho đến Tết, buôn bán các mặt hàng về hoa kiển, cũng như không để mất thời gian cho quý vị khán giả gần xa. Thì bây giờ em sẽ ghi hình những hình ảnh. Hiện tại thì ở bên khu vực của công viên bờ sông Sài Gòn thì nhiều nơi vẫn còn đang thi công, vẫn chưa hoàn thành hết toàn bộ về cái công viên bờ sông Sài Gòn này. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng nhiều nơi cũng đã hoàn tất rồi, cũng những đoạn hoàn tất thì người ta cũng trưng bày bán những mặt hàng về hoa kiển nè. Đây thì có nổi tiếng về cánh đồng hoa hướng dương thì cũng rất là hot hòn hot. Các bạn trẻ đã đến để ghé qua bên cái công viên bờ sông Sài Gòn này để xem về cái cánh đồng hướng dương. Như quý vị khán giả nhìn thấy bên dưới nè, ở đây thì cũng còn đang thi công đó. Nhiều cái tiểu cảnh thì cũng đã được dựng lên cho cả nhà mình cùng xem một hình ảnh về thành phố mới, thành phố Thủ Đức này nhé. Thành phố Thủ Đức thì em được nhớ là người ta chia cách ra lấy của quận, một vài quận của Sài Gòn, trong đó như có quận 9 và Thủ Thiêm và Thủ Đức để thành lập thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là thành phố nhỏ nằm kế bên Sài Gòn, với những cái công trình cửa ngõ nằm ở phía đông của Sài Gòn nè, như chẳng hạn như những cái công trình để kết nối giữa hai thành phố Sài Gòn và thành phố Thủ Đức như là cầu Ba Son hiện tại nè, được bắc qua sông Sài Gòn, cũng như là hầm Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm. Ngày xưa thì vừa xây dựng xong thì cầu Thủ Thiêm 2 người ta đặt tên là cầu Thủ Thiêm 2, và sau đó thì người ta đổi tên thành bây giờ là cầu Ba Son. Nhưng quý vị khán giả để có thể di chuyển qua bên khu vực của thành phố Thủ Đức thì có 3 hướng, trong đó thì có hầm Thủ Thiêm cũng đã hình thành rất là lâu rồi, và tiếp tục đó chính là cái cầu Thủ Thiêm, và tiếp tục nữa là cầu Thủ Thiêm 2 vừa được hoàn thành trong thời gian mấy năm gần đây, và người ta đổi tên cầu Thủ Thiêm 2 trở thành cầu Ba Son. Hiện tại thì cái giọng em vẫn chưa có được ổn cho lắm, thì mong quý vị khán giả hết sức thông cảm, có thể xem những hình ảnh về hoa kiển cùng với em, xem cái chợ phiên Hoa Xuân ở bên thành phố Thủ Đức buôn bán bày bán như thế nào nha. Và em tìm hiểu được biết thì chợ Hoa Xuân bên thành phố Thủ Đức tại công viên bờ sông Sài Gòn nè, thì là một cái chuỗi của một cái công ty người ta để gọi là kêu gọi từ thiện á, bán những hoa kiển này để quyên góp cho từ thiện như của chú. Cặp theo đây thì có những cái chậu hoa hồng ghi nè. Hoa hồng ghi thì hôm trước thì em có di chuyển qua bên khu vực của thành phố Sa Đéc á, thì hoa hồng ghi được bày bán rất nhiều luôn, và cái trưng bày tại các khu du lịch như cánh đồng hoa hồng ở Sa Đéc á. Bây giờ thì cùng em tiếp tục xem về cái những cái loài hoa kiển ở tại công viên bờ sông Sài Gòn thuộc khu vực của Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức này nhé. Dòng người các bạn trẻ đi tham quan du xuân. Cái cây hướng dương rất là lớn luôn nè. Đây thì quý vị dạ của chú có nhìn thấy nè, những cái logo nè để chợ Hoa Xuân Xuân Giáp Thìn 2024. Những cái kiển được trưng bày nè, bán. Ai có nhu cầu thì đến đây, đến chợ Hoa Xuân của thành phố Thủ Đức để mà mua hoa kiển nhân quý vị khán giả. Hoa hồng, nhiều loại cây hoa giống lạ lắm nên em cũng không có gành, thì mong quý vị khán giả thông cảm nha. Cũng như là có thể bình luận bên dưới video để cho em được tham khảo những cô chú anh chị em. Đẹp, đẹp chưa? Quá đẹp luôn nha cô chú. Bên trong đây thì có những cái loại hoa màu tím tím đỏ nè. Bên đây thì có về mặt hàng Vạn Thọ như có chuyện với em, cũng có rất là nhiều hoa kiển luôn á. Vạn Thọ đó. Bên trong thì có những loại cúc như là cúc nhiều màu á, như màu vàng, màu tím, màu đỏ, màu cam vân vân. Vạn Thọ thì cũng có một số thì mình có thể mua rồi mình chơi liền được luôn nè. Vạn Thọ nở luôn rồi nè. Bên trong thì có một số chậu thì búp nha, mình mua về để mà đón Tết. Có số chậu thì nở rồi mình chơi liền được luôn. Bây giờ có xu hướng xu thế thì em thấy là nhiều bà mình hay chọn những loại hoa là búp giấy mà nở một số rồi đó, để mà về trưng bày chơi liền trong dịp đón Tết sắp tới luôn á. Cúc sau này cũng bự nè. Mình không thì có những cái là chậu cúc nhỏ nè, trưng bày rất nhiều luôn. Vừa qua thì em có đi tham quan một vài vị trí địa điểm, một vài con đường ở Sài Gòn, thì em thấy là cũng bày bán chào đón trong dịp Tết 2024 này rất là nhiều luôn. Như trên con đường Bắc Hải Thành Thái, rồi trên con đường Nguyễn Hữu Thọ ở quận 7 vân vân. Bây giờ thì ở bên đây là khu vực của công viên bờ sông Sài Gòn, một khu vực của thành phố Thủ Đức. Rất là nhiều luôn ha. Cúc mâm xôi. Bên cạnh đó thì có những cái cúc màu cam, màu đỏ, màu tím vân vân nè. Ở bên trên thì em thấy là cũng được cột những cái sợi vải màu đỏ như là những cái nơ nè, cho cái không khí Tết cũng như là nó được hiện rõ hơn. Nhà mình nhỏ hẹp ở chung cư thì em nghĩ là nên trưng bày những cái chậu cúc nhỏ như thế này là vừa nè. Ai yêu thích màu tím thì mua về những chậu cúc màu tím như vậy nha. Yêu thích màu vàng thì mua những chậu màu vàng ở bên trong. Cái hồng vụng này là giá 530 nhưng cô chú anh chị em mình thấy tán nó cũng xòe đều đẹp hơn. Có nhiều cái tên gọi khác nhau nha. Thì mình thấy ở trên đây người ta gọi là cây Quỳnh Liên ha. Còn chứ mình gọi là Hoàng Yến. Xuân đã về, xuân vẫn trong nắng vàng, khóc trong tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân rất vĩ đại, trong gió nàng mừng đón xuân dài. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau, nhớ khi xưa lúc ra đi cầm tay hỏi câu chờ nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Năm mê trong màu tươi tết rừng nêu ăn chè xuân về trên khắp quê hương. Ông bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng, trên phố đông vui xuân về trên đất quê tôi. Em may áo mới mẹ cho mặc khi xuân về, chim én tung tăng bay đùa trong nắng xuân tươi. Yêu quá quê nhà chan hòa mùa xuân Thái Hòa. Ở ngoài đây thì mình thấy là đang bà con mình đang vận chuyển những cái chậu lan xuống nè. Rất nhiều hoa lan đẹp ở đây luôn nè. Lũa lan theo như mình được biết ở đây là bên dưới đây là những cái khúc cây gỗ lũa này. Gỗ lũa là một cái loại cây nằm dưới trầm tích, người ta khai thác lấy lên và sau đó người ta dùng tạo hình như thế này và sau đó đặt những cái chậu lan vào bên trong cái tiểu cảnh này. Và cái tiểu cảnh này được tạo từ những cái khúc cây, những cái cây gỗ lũa. Ở bên trên là những cái chậu, những cái vỏ lan rất là đẹp luôn nè. Tua tủa cái cánh xuống bên dưới. Nãy giờ thì cô chú cũng thấy được về một vài cái chậu lan ở tại khu vực của lũa lan mon nè. Cả nhà mình có thể truy cập lũa lan mon để nghiên cứu thêm ha. Bây giờ em sẽ cho cả nhà mình thấy một số chậu lan tại khu vực của cơ sở này nữa nha. Rất là đẹp luôn những quý vị vậy. Ở đây cả nhà mình có thể nhìn thấy được địa chỉ nè. Mon Lower 117 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh nha, ở quận Nhất. cả nhà mình có thể nhìn thấy được một cái chậu lan phải nói là khủng nhất ở tại cái khu vực của công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức nè. Quá đẹp luôn, rất nhiều cái nhánh cũng như là cái vỏ chậu hoa lan người ta đặt vào bên trong khu vực của cái chậu một cái chậu rất là lớn, siêu lớn luôn, với mức giá 99 triệu. Chậu lan hồ điệp này quá đẹp luôn ha. Rất là khủng luôn cô chú chị. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I quý vị hay cả cô chú ấy nhìn thấy bên dưới sông Sài Gòn, nhìn góc nhìn từ bên Thủ Đức nhìn qua quận nhất của Sài Gòn nè. Bên dưới sông Sài Gòn là có những chiếc du thuyền, những chiếc tàu, tàu bến nghé với hình con cá nè, tàu 2 tầng, có tầng trệt bên dưới nữa, rất là đẹp luôn, với chương trình ca hát với nhau bên dưới, rất là xôm tụ xôn xao bên dưới luôn á. Hiện tại bên dưới đây thì em thấy là đang triển khai những cái chậu hoa bên bờ của Thủ Đức nè. Những chậu hoa bên dưới cặp theo bờ sông, dự kiến có thể làm trên bến dưới thuyền. Thì quý vị nhìn thấy được cầu Thủ Thiêm 2, bây giờ gọi là cầu Ba Son. Còn bên trong khu vực này là khu vực của cái đường Hoa Xuân bên khu vực của Thủ Đức nè. Hiện tại cái công viên bờ sông Sài Gòn của Thủ Đức thì vẫn còn đang thi công. Đây là một cái trong những tiểu cảnh bồn nước tại công viên bờ sông Sài Gòn nè. Nhiều đoạn trong khu vực của cái đường Hoa Xuân cũng như là công viên bờ sông Sài Gòn của thành phố Thủ Đức thì vẫn còn thi công rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị em. Còn cái cánh bên đây chính là khu vực của cái đường Hoa Xuân tại Sài Gòn, công viên Sài Gòn, thành phố Thủ Đức nè. Dạ, là dòng người bà con mình đi tham quan du xuân nè. Tại nơi vị trí mà bà địa bàn mà kỹ thì cũng làm nhiều cái tiểu cảnh lắm nha. Qua đây tham quan tiếp với em nha. Có dịp cả nhà mình về Thủ Đức, công viên bờ sông Sài Gòn để đi ngắm hoa và đi chiêm ngưỡng rồi chụp hình check in rồi mua những cái giỏ hoa về trưng bày trong dịp Tết này nha. Đồng giá 30k, rất rẻ luôn. Đây mình ghé nè, mình ngắm hoa, mình mua hoa rồi mình chụp hình được luôn nè. Tạo hình những cái tiểu cảnh cũng rất là đẹp luôn. Đây là những cái chậu sát pháo. Rồi bên trên này là những cái chậu cúc nè, chậu cúc. Đây là xôi nhái. Rồi bây giờ cùng em di chuyển tiếp đến một vài nơi, những cơ sở tại đây trưng bày bày bán những cái loại hoa kiển ở khu vực của công viên bờ sông Sài Gòn này nha. Ở đây bên đây 4 chậu 100.000, 4 chậu 100.000. Bên đây là hoa dừa, bên trong là hoa cúc. Ở bên trong hoa cúc thì cũng 4 chậu 100.000 luôn. Đây hoa hồng trắng, trạng nguyên, hoa giấy, hướng dương, rất nhiều luôn ha. Ở đây có để bóng giá luôn nha cả nhà mình có thể nghiên cứu nha. Ở đây bông giấy Mỹ 150.000, sale giảm còn 110.000 một chậu. Bông giấy thường 140, bông giấy nhỏ 420, bông giấy trung là 680, bông giấy lớn là 1.200.000, bông giấy tán dù là 900. Hướng dương ở đây bán là 80.000 một chậu. Hoa hồng nhỏ là 100.000 một chậu nha quý vị khán giả ơi. Đây, thứ hai hàng tuần 15 giờ cho đến 18 giờ là giờ sale. Bên dưới đây cũng có những cái chậu hạnh mini nữa nè. Rồi bây giờ cùng với em di chuyển tiếp tới phía trước nha quý vị. Ở đây thì cũng có những cái chậu bông giấy nhiều màu nè, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu tím, màu cam bên dưới. Nghe nhìn cùng xem cái gốc, cái tán gốc, cái bộ rễ của nó này nha. Chơi thân mà chơi tán, chơi gốc luôn. ở góc đường bên đây, cuối đường của cái đường hoa và của công viên bờ sông Sài Gòn, chợ Hoa Xuân thì người ta có làm những cái tiểu cảnh rất đẹp luôn nha cô chú anh chị em. Ở bên trong là những giống như là những cái lồng đèn. Ở đây thì cái cây khế rất là lớn luôn, ở bên phải là cây khế rất là lớn luôn. Người ta cột những cái dây nơ đỏ nè. Còn ở bên trái là người ta là một chậu mai để rất là nhiều cái phong bao lì xì, những cái túi với những câu chúc mừng năm mới, phát tài phát lộc, tài lộc nhân dân. Những cái chậu sát pháo nè. Đây thì hoa cúc. Ở bên dưới chợ hoa công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. Và đây chính là khu vực của cánh đồng hoa hướng dương nha cô chú anh chị em, ở bên bờ sông công viên Sài Gòn, thành phố Thủ Đức nè. Công viên bờ sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Từ cầu Ba Son đến đường hầm sông Sài Gòn có diện tích khoảng 19,77 ha với tổng mức đầu tư hơn 90 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa là 100%. Công viên được thiết kế thân thiện với thiên nhiên, môi trường gồm hơn 200 cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh, đường dạo, ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng công viên. Điểm nhấn của công viên là cánh đồng hoa hướng dương với diện tích hơn 5.200 m², có số lượng khoảng 15.000 cây. Công viên còn có 13 hạng mục chính như khuôn viên sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, công viên đá, đài phun nước, công viên sinh thái, lắp đặt hệ thống màn hình LED cổ động. Và đây cũng là một số thông tin cho quý diễn giả cô chú cùng nắm bắt về một cái công viên mới, đó chính là công viên bờ sông Sài Gòn thuộc khu vực của thành phố Thủ Đức. Của công viên cũng như là thành phố Thủ Đức, ở đây người ta gọi là công viên bờ sông Sài Gòn. Bên đây là khu vực của bờ thành phố Thủ Đức. Vừa nãy thì em cũng vừa gửi đến cô chú anh chị em gần xa thấy được những hình ảnh ở tại công viên bờ sông Sài Gòn, một cái chợ Hoa Xuân, phiên chợ Hoa Xuân tại thành phố Thủ Đức. Và lời cuối video thì cảm ơn cô chú anh chị em gần xa và quý vị khán giả đã xem video, và nhớ đừng quên gửi đến Nét Đẹp Miền Tây một lượt like trên video và một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho Nét Đẹp Miền Tây nhé. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em quý vị khán giả. Và lời cuối thì cũng xin chúc cho cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, đón năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Hẹn gặp lại cô chú quý vị khán giả ở những video sau nhé.